Mọi người ơi, hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một cây tổ yến xoắn. Tổ yến xoắn này thì người ta đây, cái cây tổ yến xoắn này á thì là thuộc họ dương xỉ nhá. Là nó thon nhọn ở đầu này, tạo cho cái hình dạng hoa thị rời, và cái cây này mọc quanh và tạo thành hình tròn cân đối vậy, giống như một tổ chim. Đấy. Thì cây tổ yến này là loài cây mà ưa bóng, và nhà không khí ở đất ẩm ướt nên thường được làm cây cảnh trang trí nội thất, trang trí văn phòng làm việc. Thì bây giờ hãy cùng cây đời tìm hiểu chi tiết hơn về loài cây này, về đặc điểm này, về công dụng, ý nghĩa và cách chăm sóc. Qua clip này chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nha. Thì cây thường gọi của cây này là cây tổ yến, tên gọi khác là lan tổ yến này, lan tổ phụng này, hay là dương xỉ tổ yến gì đó, thì có rất là nhiều tên gọi. Thì cái nguồn gốc xuất xứ của cây này là từ châu Á nhé. Đây là một loài cây thuộc họ dương xỉ đó. Và nó có thể mang đến cho mình cái niềm vui này, sức khỏe, may mắn và nhiều tài lộc cho người sử dụng. Và nó rất phù hợp với những người tuổi tốt. Công dụng của cây tổ yến này thì mình có thể trang trí nội thất này, văn phòng làm việc, thanh lọc không khí, và có thể hấp thụ các loại năng lượng điện tử dư thừa độc hại tới con người chúng ta. Thì nó phù hợp để làm quà tặng cho bạn bè, người thân vào trong các dịp lễ Tết hay là sinh nhật gì đó. Về vị trí mà đặt cây này thì chúng ta có thể đặt tại phòng khách, hành lang, văn phòng hoặc là phòng sếp này, hay là để ở bàn làm việc của chúng ta, để ở cửa sổ, hay là để phòng khách đó. Và cây tổ yến này thường là được dân văn phòng yêu thích nhiều nhất đó. Cây này cao tầm khoảng 40 đến 80 cm, và giá của nó thì cũng rất là rẻ thôi. Giá của nó thì cũng tầm 200-300, có thể tùy vô cái kích thước của cây to nhỏ và cao như thế nào nhá mọi người. Còn cây trên tay mình đang cầm đây là dưới 200, là khoảng 180 thôi mọi người ạ. Rất là rẻ nhá, phù hợp. Nó to như thế này, nó cao bằng này phải 60-70, tầm 40-50 cm đó. Cao. Cây tổ yến này ấy, là lá của nó mọc quanh tạo cái một hình tròn cân đối và màu xanh tươi, dài chừng khoảng 3-40 cm và có gân màu sẫm màu ở giữa. Mọi người thấy không? Về tốc độ sinh trưởng của nó rất là nhanh nhá, và phù hợp với bóng râm và khí hậu ưa ẩm. Đó. Về cách chăm sóc cây tổ yến này thì chúng ta có thể chăm sóc và tìm hiểu về chế độ nước của cây này. Là cây này là một loài cây mà ưa ẩm nên là cần tưới 2 ngày một lần vào mùa mưa và mùa đông. Thì chúng ta sẽ giảm bớt cái lượng nước đuối lại nhá. Và về đất trồng thì chúng ta sẽ trồng cái đất mà than bùn này, đất mùn và tơi xốp không khí và giữ độ ẩm cho đất để đất có thể luôn ẩm đó. Và cũng sẽ có những cái lưu ý để mình có thể trồng chăm sóc tốt cho cây này. Đó là kiểu là nếu bạn muốn
cây tổ yến nó xanh tốt thì chúng ta cần lưu ý như sau nhá. Tuy nhiên, những điều mà mình cần chăm sóc cho cây tổ yến này cơ bản nhất thì cái cây này ưa bóng nên là cần phải đưa vào ngoài hóng ánh nắng và tối thiểu là 1 tuần một lần, và thường xuyên lau lá đi để tránh bị sâu bệnh nhá. Không đổ bã chè hay là bã cà phê vào chậu và luôn giữ cho mặt chậu cây thoáng. Và một tháng thì mình nên thay chậu ra ngoài nắng để cho có thể hấp thụ cái ánh nắng, cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Tuy nhiên thì đặt chậu cây trực tiếp thì ánh nắng mặt trời sẽ chiếu vào cây và sẽ làm cho cái lá sẽ bị cháy ấy, nên là mình không nên đặt trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời nhá. Mình để ở chỗ nào cạnh ánh sáng mà nó thoáng mát thôi. Đó. Khi cây xuất hiện cái lá vàng héo úa hay là lá héo ấy, mình cần phải cắt bỏ đi ngay. Và cây bị rụng lá hay là các nhánh cây có hiện tượng là mềm rụng, và lúc bạn cần chăm sóc đặc biệt hay là thay thế cây mới thì cái cây này cũng rất là đơn giản, chăm sóc rất là đơn giản cũng như là các loại cây khác thôi, nên là mọi người có thể chú ý và chăm sóc cây này rất là dễ. Thì đây cũng là một số cái thông tin mà mình chia sẻ, thì mong là các bạn có thể biết được một số thông tin về các loại cây và cách chăm sóc của cây này. Thì các bạn mà muốn sở hữu hay là muốn mua cây này thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số hotline mà mình để ở đây, và các bạn có thể qua trực tiếp để mình có thể xem trực tiếp cây và mình sẽ tư vấn cho các bạn kỹ hơn và có rất là nhiều ưu đãi cho các bạn nhé. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người.